Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, là sáng lập và điều hành Dentist Shop. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm quán cà phê, trà sữa, quán ăn, nhà hàng của Dentist Shop trên nền tảng website hoạt động online bán hàng bằng máy tính, bằng màn hình cảm ứng, máy tính bảng và smartphone. Đây là 7 bước để các bạn có thể bán hàng được trên phần mềm Dentist Shop. Bản chất việc thực hiện 7 bước này là theo mô hình của một quán cà phê, trà sữa, quán ăn hay nhà hàng. Đầu tiên, các bạn phải khai báo cho mình cái khu vực. Cái thứ hai, cần phải khai báo về cái bàn hoặc là phòng. Bước thứ ba là cần phải khai báo cái thời điểm bán hàng. Bước thứ tư là khai báo hàng hóa. Bước thứ năm là chúng ta tạo ra cái bảng giá bán, có thể tạo ra một hoặc là nhiều bảng giá. Và bước thứ sáu thì trong phần mềm chúng ta sẽ liên kết được cái bảng giá cho từng cái khu vực, có thể các khu vực khác nhau có giá cả khác nhau thì chúng ta sẽ liên kết để phần mềm tự động hiểu được. Và cái bước thứ bảy là bước rất là quan trọng, là kết quả của 6 bước trước, đó là chúng ta sẽ bán hàng. Chúng ta có thể sử dụng chiếc máy tính để bán hàng, hoặc là màn hình cảm ứng, hoặc là máy tính bảng và kể cả smartphone. Để thực hiện, đầu tiên chúng ta đăng nhập vào phần mềm, các bạn click vào một cái trình duyệt. Ví dụ ở đây tôi sử dụng trình duyệt Chrome. Tôi vào trang web dantrishop.vn. Các bạn nhớ rõ chính xác là dantrishop.vn. Sau đó các bạn nhấn Enter. Như video lần trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký để tạo ra một cái tài khoản để sử dụng. Thì dantrishop có cho phép chúng ta sử dụng thử phần mềm này. Nếu các bạn xem video trước, các bạn sẽ biết được cách tạo ra mã gian hàng, tên đăng nhập và mật khẩu. Ở đây tôi sẽ không nhắc lại, các bạn có thể xem lại video trước. Tôi đăng nhập vào phần mềm. Đây là giao diện chính của phần mềm. Trong trang chủ này sẽ có một số cái biểu đồ để các bạn sử dụng. Và lưu ý khi các bạn có số liệu thì cái biểu đồ này mới hoạt động. Và ở đây tôi đã chạy thử một số số liệu rồi. Tôi quay lại, chúng ta sẽ thực hiện 7 cái bước. Bước đầu tiên, khai báo thiết lập khu vực bằng cách các bạn vào nút thiết lập ở đây. Các bạn nhấn vào thiết lập khu vực. Ví dụ trong phần mềm này tôi đã thiết lập sẵn một vài khu vực. Thì các bạn có thể nhấn chữ tìm kiếm. Thì ở đây ví dụ tôi có sân vườn trong nhà phòng lạnh. Để tạo mới một khu vực thì các bạn có thể nhấn nút thêm mới ở đây. Rất là đơn giản. Và lưu ý là các cái mã khu vực, mã hàng hay các mã số thì các bạn nên sử dụng bằng số hoặc là chữ cái bằng ký tự Latin, hoặc là vừa số vừa chữ. Nhưng lưu ý không được phép gõ có dấu. Tôi gõ khu vực thứ tư ở đây. Rồi giả sử đây là khu VIP. Và sau đó các bạn nhấn lưu. Thì ở đây chúng ta được có được 4 cái khu vực. Thì sau khi thiết lập được tên các khu vực, các bạn sẽ qua cái bước là thiết lập cái bàn ở trong khu vực đó, hoặc là cái phòng ở trong khu vực đó. Các bạn vào thiết lập, vào thiết lập bàn. Ví dụ ở đây tôi đã tạo ra khu vực sân vườn là có 30 bàn. Khu vực trong nhà có 10 bàn, khu vực phòng lạnh là có 5 bàn. Và lúc nãy tôi tạo ra một cái khu vực mới, thì tôi sẽ tạo thêm cái bàn trong khu vực đó. Rất đơn giản, các bạn click ở đây. Ví dụ khu VIP, và tôi ký hiệu chữ VIP, chiều dài hai số, tôi cứ để mặc định như vậy. Và giả sử như VIP ở đây, tôi có được 5 cái bàn, và tôi nhấn tạo tự động. Đến đây, tôi hướng dẫn xong cái cách thiết lập bàn. Tiếp theo, chúng ta qua bước khai báo thời điểm bán hàng. Là chính là bước thứ ba. Ví dụ ở đây tôi đã khai báo cái thời điểm bán hàng, tôi nhấn tìm kiếm. Ở đây tôi khai báo thời điểm bán hàng là cả ngày và giờ bắt đầu và phút bắt đầu là 00. Cái điều này đến nói là gì? Có nghĩa là cái quán của tôi chỉ bán đồng giá cho cả ngày, có nghĩa là không phân biệt giá buổi sáng hay buổi tối. Trong phần mềm thì có thể chia ra cái giá bán khác nhau cho từng ca khác nhau. Nếu các bạn khai báo thì phần mềm sẽ hoàn toàn hiểu được cái chuyện này. Và giả sử ở đây tôi khai báo cả ngày. Để khai báo các bạn nhấn thêm mới ở đây, rất là đơn giản. Chúng ta đã thực hiện xong bước 1, bước 2 và bước 3. Chúng ta qua bước thứ 4 là bước khai báo hàng hóa. Thì ở bước thứ 4 này thì chúng ta có 3 cái bước nhỏ hơn. Đầu tiên là khai báo nhóm hàng. Sau đó là khai báo đơn vị tính. Và tiếp đến là khai báo tên hàng hóa. Thực hiện rất đơn giản. Các bạn vào thiết lập ở đây, nhóm hàng, các bạn click vào nhóm hàng. Để thêm mới nhóm hàng, các bạn click vào ở đây, các bạn đặt tên.
Tại phần mềm, tôi đã tạo ra một số nhóm hàng và nhấn tìm kiếm ở đây. Nhóm coffee, nước ngọt, nước ép, sinh tố. Tương tự, bạn có thể thêm nhóm mới. Tiếp theo, tôi sẽ tạo ra đơn vị tính. Trong phần mềm đã tạo ra một số đơn vị tính mẫu. Tôi nhấn tìm kiếm ở đây. Ví dụ như có ly, có lon, có chai. Nếu các bạn muốn tạo thêm một đơn vị tính mới, các bạn nhấn thêm mới ở đây. Và giả sử tôi tạo đơn vị tính mới là đĩa. Nhấn lược. Ly, lon, chai, đĩa. Tiếp theo, chúng ta tạo ra tên hàng hóa. Ví dụ ở đây, tôi đã tạo ra một số loại hàng hóa. Tôi nhấn tìm kiếm. Ở đây. Mã hàng, tên hàng, nhóm hàng, đơn vị tính. Các bạn lưu ý nhóm hàng ở đây là các bạn có thể nhấn sổ xuống. Và lúc nãy các bạn tạo ra bao nhiêu nhóm hàng thì nó sổ xuống ở đây. Tương tự như vậy, đơn vị tính, các bạn chọn sổ ở đây. Nếu nhóm hàng mà chưa có, thì các bạn cũng có thể thêm trực tiếp nhóm hàng mới tại nút dấu cộng này. Hoặc các bạn vào cái phần mà tạo nhóm hàng, hoặc như lúc nãy tôi đã hướng dẫn. Hoặc tương tự như vậy với đơn vị tính, chúng ta cũng có thể thêm trực tiếp ở đây. Các bạn chỉ lưu ý là khi thêm thông tin hàng hóa, thì các bạn bắt buộc phải check chọn là hàng hóa, thành phẩm hay nguyên vật liệu. Tôi nói đơn giản như thế này, hàng hóa là những cái mua sao bán vậy, thành phẩm là những cái được chế biến ra thì mới tạo được thành phẩm. Ví dụ ly cà phê đá, ly cà phê sữa thì đó được gọi là thành phẩm bởi vì nó được tạo ra từ cà phê bột cộng với sữa. Còn chai Coca hay Pepsi thì được gọi là hàng hóa vì chúng ta mua sao và bán vậy. Và ở đây nguyên vật liệu là những cái mà để có thể tạo ra được cái thành phẩm. Các bạn lưu ý phải check chọn cho chính xác, thì sau này trong phần mềm có phần quản lý tồn kho thì có cái công thức tính định lượng, thì dựa trên khai báo này thì phần mềm mới hiểu được quản lý tồn kho trong cái phần mềm cà phê quán ăn nhà hàng. Những hàng hóa mua sao bán vậy thì phần mềm trừ rất là nhanh. Bên cạnh đó, phần mềm cho phép khai báo về định lượng thì nó dựa trên cái việc khai báo ở chỗ này. Chúng ta qua bước thứ năm là tạo bảng giá bán. Ở đây chúng ta có thể tạo một hoặc nhiều bảng giá. Các bạn vào thiết lập bảng giá. Ví dụ ở đây tôi có tạo ra hai bảng giá là giá thường, giá VIP. Tôi giả sử tôi tạo thêm một cái bảng giá thứ ba, nhấn ở đây. Giả sử tôi tạo đây là giá ba. Sau đó các bạn nhấn lưu ở đây. Thì khi lưu ở đây thì các bạn qua bên này các bạn sẽ thấy là nó có giá thường, giá VIP và giá thứ ba. Các bạn có thấy không ạ? Sau đó các bạn khai báo thông tin giá cả và các bạn nhấn lưu. Rất là đơn giản. Chúng ta qua bước thứ 6 là liên kết bảng giá. Đây là bước vô cùng quan trọng để phần mềm hiểu được cái thông tin hàng hóa và giá cả. Các bạn click vào thiết lập rồi liên kết bảng giá. Ví dụ ở đây phần mềm sẽ hiểu là sân vườn, trong nhà, phòng lạnh, phòng VIP. Như lúc nãy chúng ta khai báo khu vực. Thời điểm vì chúng ta chia ra chỉ có một ca thôi, cho nên là thời điểm ở đây cả ngày. Ở đây, ví dụ các bạn phải map nó vào cho chính xác, mapping cho nó chính xác. Khu VIP là giá VIP. Sau đó chúng ta nhấn lược. Đến đây tôi đã hướng dẫn xong 6 bước. Và bước thứ 7 là thành quả đạt được khi các bạn thực hiện 6 bước ở trên. Để bán được hàng, các bạn nhấn vào nút POS ở đây. Thì nếu nhìn nhanh qua ở đây, các bạn sẽ nhìn thấy trên cái thanh menu trên này là có sân vườn, trong nhà, phòng lạnh, khu VIP, là 4 cái khu vực mình chia ra. Và mỗi một khu vực đó có số lượng vàng như chúng ta đã khai báo. Để order hàng hóa thì rất là đơn giản. Các bạn đầu tiên là chọn cái bàn. Ví dụ tôi nói là bàn trong nhà, bàn số 4, hoặc là order, các bạn click vào bàn số 4 ở đây. Thì phần mềm sẽ tự động bật ra cái phần thực đơn. Ví dụ người ta gọi hai cà phê đá, các bạn có thể nhấp đúp ở đây. Tương tự các bạn nhấp chuột rất là dễ. Và trong cái màn hình cảm ứng, các bạn có thể dùng tay, bạn nhấp ở đây. Rất là dễ đúng không các bạn? Nếu các bạn muốn sửa số lượng, các bạn click vào đây. Giả sử ở đây thành 6, nhấn OK. 5, nhấn OK. Sau khi các bạn order, các bạn muốn chuyển lệnh in xuống bếp 3 thì nhấn vào in bếp 3. Phần mềm sẽ mặc định bật lên một cái giao diện để các bạn chọn cái máy in. Ở đây chúng ta đang sử dụng trên cái giao diện của website. Còn trong thực tế khi mà triển khai thì chúng tôi có thể setup để nó chọn một máy in một cách mặc định.
và rất là nhanh chóng. Các bạn, nếu các bạn không cần in thì các bạn chỉ cần nhấn cancel. Ví dụ một bạn họ muốn in hóa đơn để thanh toán, ví dụ bằng bạn này thì nhấn in hóa đơn. Các bạn có thể kiểm tra, sau đó nhấn in hóa đơn. Nó bật lên. Nếu có min, các bạn có thể chọn print ở đây. Và các bạn lưu ý là chúng tôi có một phần setup dành cho khách hàng bản quyền để có thể chọn lựa máy in một cách rất là nhanh chóng. Sau khi in hóa đơn xong và khách hàng thanh toán tiền thì các bạn nhấn lưu hóa đơn để giải phóng bàn và ghi nhận doanh thu. Để quay về phòng bàn, các bạn nhấn ở đây. Các bạn có thể qua chuyển sang phòng lạnh khu VIP rất là nhanh chóng. Bên cạnh đó thì chúng ta có các cái nghiệp vụ, ví dụ như nghiệp vụ chuyển bàn là chuyển từ bàn này sang bàn khác, có thể chung khu vực hoặc là khác khu vực. Nút ở đây, ví dụ tôi chuyển bàn là bàn sân vườn 01 sang bàn sân vườn 16 thì tôi click chuột ở đây, sau đó tôi nhấn chuyển bàn sân vườn 16, tôi nhấn sân vườn 16, tôi nhấn thực hiện. Thì bạn thấy bàn sân vườn 01 đã chuyển sang bàn sân vườn 16. Còn ghép bàn là có nghĩa là hai bàn đã có khách và chúng ta muốn ghép nó trở thành một bàn. Giả sử tôi muốn ghép là bàn SV10 và bàn SV07 trở thành một, thì tôi click SV10, chọn ghép bàn sân vườn và đây hiện lên SV7. Sau đó các bạn nhấn thực hiện, rất là đơn giản. Ở đây về phần giảm giá thì chúng ta có hai cái chức năng giảm giá. Một là giảm cho tổng bill, và các bạn nhấn click chuột ở đây. Giả sử tôi giảm tổng bill là 10%. Chức năng thứ hai chúng ta có thể giảm trên món, các bạn click vào đây và có thể các bạn cũng có thể giảm giá trên món ở đây. Vô cùng đơn giản. Đến đây tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách thiết lập để làm sao thao tác được cái khâu bán hàng trên cái phần mềm dân trí shop dành cho lĩnh vực cà phê, quán ăn, quán trà sữa trên website. Kính chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy để lại bình luận dưới video này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh chóng đến các bạn. Chào thân ái.